Phạm Dương xin kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục tin nóng của kênh 60 Giây Tinh Hoa vào tối thứ tư ngày 19 tháng 7. Kính chúc quý vị có một buổi tối an bình, hạnh phúc cùng với những người thân yêu. Phạm Dương xin cảm ơn những bình luận, đánh giá và chia sẻ từ quý vị bởi tất cả những chia sẻ này sẽ giúp cho kênh của chúng tôi ngày càng hoàn thiện, giúp lan tỏa hơn những điều tốt đẹp đến với tất cả mọi người. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin. Điểm khác thường của đội quân Wagner đến Belarus Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng của Litva, ông Akvidas Anusaukas đã cho biết các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner đã đến Belarus nhưng lại không mang theo vũ khí. Các nguồn thạo tin tiết lộ một đoàn xe của Tổ chức Quân sự tư nhân Nga Wagner đã tiến vào Belarus vào ngày 15 tháng 7. Có ít nhất là 60 phương tiện đã được nhìn thấy ở trong đoàn xe, bao gồm có xe bán tải, xe tải lớn và ít nhất là 3 xe buýt chở lính Wagner. Trang tin quân sự độc lập Belaruski, Hajun của Belarus ngày 18 tháng 7 cho biết, đoàn xe thứ tư của Wagner đang tiến về Asipovichi đến khu lều trại giã chiến Sels ở Belarus. Đoàn xe gồm 80 xe các loại. Trong khi động thái này khiến một số nước láng giềng e ngại, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Litva đã cho rằng sự xuất hiện của lính Wagner ở Belarus về cơ bản không làm thay đổi tình hình an ninh trong khu vực ông cũng đặc biệt lưu ý các nhóm lính wagner đến belarus dường như không có vũ khí và đạn dược ông nói tôi sẽ không gọi họ là các đơn vị tôi chỉ gọi họ là các nhóm được chuyển đến belarus mà không có vũ khí đạn dược và hậu cần vì số lượng của họ cũng rất ít điều này về cơ bản không làm thay đổi tình hình trong khu vực tuy nhiên hiện tại chưa rõ chính xác bao nhiêu lính wagner đã tới belarus ông andrei demchenko phát ngôn viên của cơ quan biên phòng ukraine cho biết Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin sẵn có cho thấy quân đội của Wagner theo từng nhóm riêng biệt đã bắt đầu di chuyển từ lãnh thổ của Nga sang Belarus. Trước đó vào ngày 14 tháng 7, Bộ Quốc phòng của Belarus cũng xác nhận đoàn quân Wagner đã bắt đầu quá trình huấn luyện cho lực lượng phòng vệ quốc gia của Belarus. Cơ quan này cho biết, việc huấn luyện diễn ra gần thị trấn Asipovichi, cách thủ đô Minsk khoảng 90 km về phía nam truyền thông địa phương của belarus đã đăng tải một đoạn video cho thấy các lính wagner đeo mặt nạ đen khi huấn luyện cho binh sĩ belarus trong video nhóm lính wagner đang hướng dẫn binh lính belarus cách bắn súng và hỗ trợ y tế tuy nhiên video này chưa được kiểm chứng độc lập binh đoàn wagner là lực lượng then chốt trong các hoạt động quân sự của nga ở miền đông ukraine sau khi nga tấn công ở ukraine sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố bakhmut tỉnh donetsk miền đông của ukraine thì Wagner bất ngờ thông báo rút quân để khôi phục lại lực lượng. Cho đến ngày 23 tháng 6, ông trùm Wagner là Prigozhin đã cáo buộc quân đội Nga tập kích tên lửa và trại giã chiến, khiến nhiều thành viên của Wagner đã thiệt mạng. Sau đó, ông Prigozhin cũng đã dẫn theo hàng nghìn lính cùng với xe quân sự từ chiến trường Ukraine vào biên giới Nga để thực hiện cuộc tuần hành công lý. Sau khi chiếm các căn cứ quân sự ở vùng biên giới Rostov-on-Don, đoàn xe của Wagner đã tiến về Moscow. Vụ nổi loạn chấm dứt sau 24 giờ khi Wagner đã đạt được thỏa thuận với điện Kremlin. Theo thỏa thuận này, ông Prigozhin đã đồng ý chuyển đến Belarus, các thành viên của Wagner cũng có thể lựa chọn đi cùng. Tổng thống Belarus là ông Lukashenko cũng đã xác nhận cho Wagner sử dụng một căn cứ quân sự bỏ không. Tuy nhiên, đến nay tung tích của ông Prigozhin vẫn rất bí ẩn. Các máy bay có liên quan đến ông này được phát hiện vẫn qua lại giữa Nga và Belarus nhưng vẫn không rõ liệu ông có mặt trên những chuyến bay này hay không. Trong khi đó, một số tin cho biết ông đang điều trị ung thư, một số tin khác lại cho rằng ông đã bị đầu độc sau cuộc gặp bí mật với tổng thống Vladimir Putin vào ngày 29 tháng 6. Những thông tin này đều vẫn chỉ là những dự đoán và số phận của ông ta diễn biến sẽ ra sao, chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin cập nhật khác từ biên tập viên Việt Anh của chúng tôi trận đột kích sấm rền của Ukraine bị chặn đứng bởi sự cố bất ngờ. Một loạt các video do cả lực lượng Nga lẫn Ukraine quay bằng camera hành trình và camera UAV đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, Thủy quân lục chiến Ukraine tổ chức một cuộc tấn công mãnh liệt và sáng tạo ở Tây Makarika, gần thung lũng sông Mokhiyali, vào cuối tháng 6 vừa qua. Nhưng rồi cuộc tiến công này đã thất bại và chính các video cũng cung cấp thông tin lý giải việc này. Theo đó, các đội bộ binh đánh bộ của Ukraine rõ ràng nhanh chân hơn cả các xe tăng yểm trợ cho họ, bỏ lại đằng sau lưng thứ quả lực mạnh nhất mà họ cần để bám chắc lấy các thành quả. Thủy quân lục chiến Ukraine đã sáng tạo ra các chiến thuật mới mẻ đầy bất ngờ trong cuộc tấn công dọc theo sông Mokhiyali ở nam tỉnh Donetsk. Nhờ vào các chiến thuật đó, trục Mokhiyali trở thành một trong những nơi hứa hẹn nhất đối với người Ukraine trong cuộc phản công kéo dài một tháng rưỡi vừa qua. Nhưng các chiến thuật đó không hoàn hảo, trong trường hợp cuộc tiến công vào cuối tháng 6 năm 2023, sự xuất hiện bất ngờ của một xe tăng Nga đơn lẻ dường như đã làm hỏng cuộc tấn công này. Đổi quả lực mạnh lấy cơ động cao. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 và 37 của Ukraine đã dẫn đầu các cuộc tấn công dọc theo trục Donetsk của cuộc phản công, nhưng so với chính các lữ đoàn của lục quân Ukraine, các lữ đoàn 35 và 37 chỉ được vũ trang hạng nhẹ. Ví dụ, một lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine với quân số 2.000 người thường di chuyển bằng vài chục xe tải bọc thép và được yểm trợ bằng một đại đội xe tăng duy nhất, gồm 10 xe tăng T-80BV và T-64BV. Trong khi đó, một lữ đoàn lục quân Ukraine có thể gồm một tiểu đoàn có từ 30 xe tăng trở lên, cộng thêm khá nhiều xe chiến đấu, bộ binh, bánh xích. Lữ đoàn thủy quân lục chiến 37 thậm chí còn nhẹ hơn cả lữ đoàn 35. Lữ đoàn 37 đổi xe tăng hạng nặng của họ để lấy các xe trinh sát thiết giáp, AMX 10RC chỉ nhẹ bằng nửa trọng lượng xe tăng và có lớp giáp mỏng hơn. Ở đây, thủy quân lục chiến Ukraine chủ động giảm quả lực và lớp giáp để tăng tốc độ và khả năng cơ động. Có lẽ lữ đoàn 35 đã lấy cảm hứng từ các xe thiết giáp cơ động nhanh của lục quân Mỹ tại Iraq vào năm 2003. Họ muốn tạo bất ngờ và gây sốc làm rối loạn và đứt gãy lực lượng Nga phòng ngự trong công sự. Cuộc tấn công của lữ đoàn 35 đánh chiếm Makarivka vào tuần thứ hai của chiến dịch phản công đã minh họa cho chiến thuật xung kích này các xe quân sự của thủy quân lục chiến Ukraine tạo thành một đoạn dài. Xe tải Mastiff nối đuôi xe tăng T-80, còn xe tăng T-80 lại nối đuôi xe tải Mastiff khác. Tất cả lăn bánh về Makarivka trên một đoạn đường đầy bụi bặm. Các xe tải tăng tốc lao qua các chiến hào Nga, tạo khoảng trống cho xe tăng chế áp. Nhưng bản thân các cổ xe tăng Ukraine cũng nã pháo trong hành tiến. Vì các kiếp xe hiểu rằng điều cốt lõi trong cuộc tấn công này là phải thần tốc. Sự mau lẹ đó gây bối rối mạnh cho các binh sĩ Nga một lính thủy đánh bộ của Ukraine nhận xét sau trận đánh. Đối phương bất ngờ trước tốc độ của chúng tôi khi di chuyển bằng xe tải bọc thép Mastiff. Sự cố bất ngờ. Chiến thuật tấn công sắm rền nói trên đạt hiệu quả tại Makarivka, nhưng một tuần sau đó, chiến thuật xung kích này lại không hiệu quả khi một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn 35 tấn công một khu phức hợp chiến hào của Nga bên ngoài một thị trấn đã được Ukraine tái chiếm. Các video do Ukraine quay phản ánh rõ tốc độ và mức độ kịch liệt trong cuộc tấn công vào cuối tháng 6 Lần này, một đại đội lính thủy đánh bộ Ukraine tiến về phía Tây theo các đoàn song song với nhau, ở phía Bắc tuyến giới hạn cây gỗ, trải dài về phía Tây từ Makarivka. Người Nga đã đào và xây một mạng lưới chiến hào phức hợp dọc tuyến cây gỗ này. Khoảng 12 chiếc xe tải thủy quân lục chiến tạo thành đoàn xe phía trong. Ở vòng ngoài có một số chiếc xe tăng. Các xe tăng này chỉ pháo 125mm qua các khe hở giữa các xe tải. Cả hai đoàn xe di chuyển nhanh, bắn súng máy và pháo vào tuyến giới hạn cây gỗ mặc kệ pháo và rocket đối phương đang nổ đằng sau và bên cạnh họ, xe tải phóng nhanh nhất đến đầu mút xa nhất của khu phức hợp chiến hào trước cả xe tăng. Xe tải dừng lại và thả quân đột kích chiến hào. Khi ấy, lính thủy đánh bộ Ukraine ở vào thế có thể vô hiệu hóa bộ binh nga bên trong chiến hào. Tuy nhiên, một xe tăng nga bò lên sườn này của tuyến giới hạn cây gỗ hướng tới các xe tải Ukraine dẫn đầu và bắn một quả đạn xuyên qua giải cây vào một trong các xe tải đó. Ukraine có nhiều xe tăng hơn tại khu vực này vào lúc đó, nhưng các chiếc xe đó đang cách xa vài trăm mét tính từ điểm phục kích xe tăng ở đầu mút phía Tây của tuyến chiến hào. Chui ra khỏi chiếc xe tải bị hỏng, thủy quân lục chiến Ukraine lựa chọn giải pháp an toàn là rút lui. Theo đánh giá, việc lính Ukraine rút lui lúc ấy không có nghĩa là cuộc tấn công vô ích. Chỉ tốn một xe tải và hứng chịu vài thương vong, lữ đoàn thủy quân lục chiến 35 đã gây thiệt hại đáng kể cho khu công sự này. Đồng thời thu thập được thông tin tình báo về thế bố trí lực lượng của Nga. Nhưng đáng lưu ý là ba tuần sau, dường như phía Nga vẫn giữ chặt được tuyến giới hạn cây gỗ nằm về phía tây Makarivka này. Các lữ đoàn Ukraine tập kết muộn ở sông Mokyaly đã tập trung tấn công theo hướng ngược lại, hướng đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương mất tích liên quan tới đấu đá nội bộ. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã không xuất hiện trước công chúng trong 3 tuần. Ông ấy đã đi đâu? Đây là câu hỏi mà dư luận trong và ngoài Trung Quốc nhiều lần đặt ra. Liệu việc mất tích trong thời gian dài của ông Tần có liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực và đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Ngày 17 tháng 7, ông Viên Hồng Băng, một luật gia đang định cư ở Úc, đã tiết lộ với phóng viên của The Epoch Times những gì ông biết về nội tình ông Tần Cương mất tích. Chủ yếu là do ông Tần Cương và ông Vương Nghị mâu thuẫn, đấu đá lẫn nhau và tranh giành quyền lực ông viên cho rằng hàng loạt sự cố ngoại giao nhắm vào mỹ như vụ khinh khí cầu do thám đều là do ông tần cương đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến sự bị động trong ngoại giao của đảng cộng sản trung quốc hơn nữa ông tần cương gạt bỏ một số người mà ông vương nghị trọng dụng trong đó nổi tiếng nhất là ông triệu lập kiên tần cương còn điều chỉnh chức vụ của một loạt quan chức cấp trung và cấp cao trong bộ ngoại giao điều này đã động chạm đến lợi ích của ông vương nghị cho nên cuộc đấu tranh quyền lực của hai người họ đã đến mức như nước với lửa Cuối tháng 12 năm 2022, ông Tần Cương được phá cách đề bạc thay thế ông Vương Nghị làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 12 tháng 3 năm 2023, ông được thăng chức Ủy viên Quốc vụ Viện. Ông Tần được thăng chức ở tuổi 56 và thành lãnh đạo cấp phó quốc trẻ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay sau đó, ông Triệu Lập Kiên từ Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao được điều chuyển bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Biên giới và Hải dương Bộ Ngoại giao, bị ngoại giới gọi đùa là bị đầy ra biên giới ông Tần Cương đã vắng mặt trong một số sự kiện ngoại giao kể từ khi mất tích. Cuộc gặp ăn trưa với đại sứ các nước EU tại Trung Quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 đã tạm thời bị hủy bỏ. Sau đó, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell dự định đến thăm Trung Quốc từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7, nhưng sự kiện đột ngột bị hủy trước khi khởi hành. Ông Tần Cương cũng bỏ lỡ hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, cuộc gặp giữa Thủ tướng Lý Cường và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ lên hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN một lần nữa do ông Vương Nghị làm đại diện. Nguyên nhân của việc này dẫn đến nhiều suy đoán khác nhau. Có tin đồn rộng rãi cho rằng ông Tần Cương có mối quan hệ mật thiết với bà Phó Hiểu Điền, người dẫn chương trình của đài truyền hình về tinh Phượng Hoàng Hồng Kông, thậm chí còn sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Ngoài ra, trên mạng còn có tin đồn rằng ông Tần Cương xảy ra chuyện là có liên quan đến quân chủng tên lửa quân giải phóng nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thời gian làm đại sứ Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Mỹ, ông Tần Cương đã không ngăn cản được con trai của tư lệnh quân chủng tên lửa Lý Ngọc Siêu đang du học tại Mỹ tiết lộ bí mật, có thể liên quan đến việc bán đứng tình báo quân sự của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Diêu Thành, cựu trung tá tham mưu của Bộ Tư lệnh Hải quân Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã viết trên Twitter vào ngày 29 tháng 6 rằng ông Lý Ngọc Siêu đã bị đưa ra khỏi văn phòng của ông vào sáng ngày 26 tháng 6. Và ngày 26 tháng 6 cũng là ngày đầu tiên ông Tần Cương biến mất. Lẽ nào một số lãnh đạo quân chủng tên lửa đã thật sự xảy ra chuyện? Ông Viên Hồng Băng cho rằng chuyện giữa ông Tần Cương và bà Phó Hiểu Điền có thể là sự thật. Nhưng đây không phải là vấn đề chính. Nếu ông Tần Cương không có vấn đề chính trị thì cũng chẳng sao cả. Giống như chuyện giữa ông Trương Cao Lệ và nữ vận động viên quần vật có mối quan hệ bất chính. Trong mắt của đảng Cộng sản Trung Quốc, đó không phải là vấn đề gì cả. Tuy nhiên, nếu ông Tần Cương có vấn đề chính trị, tức là có quan hệ với các quan chức quân đội cấp cao và không được ông Tập Cận Bình dung thứ, thì mối quan hệ với Phó Hiểu Điền sẽ là một trong những tội chứng. Hơn nữa, mối quan hệ đó cùng với việc một số lãnh đạo quân sự cấp cao, cao của quân chủng tên lửa, mối liên hệ giữa các ngành nghề như thế này bị vạch trần gây xôn xao dư luận là hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Ông Viên Hồng Băng cho biết, Vương Nghị rất độc đoán và ông Tần Cương rất mạnh mẽ nên cả hai không thể hợp tác. Ông Tần Cương được ông Tập Cận Bình một tay đề bạc lên, cho nên cần xem ông Tập liệu có muốn tự phủ định hành động đề bạc của chính mình hay không. Nhưng vì ông Tập không tự phủ định mình, nên ông Vương Nghị đã tố cáo với ông Tập một số việc làm sai trái, phạm cấm kỵ của Tần Cương. Vậy thì rốt cuộc Tần Cương đã xảy ra chuyện gì? Chiều ngày 17 tháng 7, trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lúng túng khi phóng viên tờ Financial Times của Anh đề nghị bà Mao Ninh cung cấp thông tin về tình hình hiện tại của ông Tần Cương. Sau đó, một phóng viên truyền thông nước ngoài khác đề cập đến thông tin lan truyền nói rằng ông Tần Cương bị hẹn nói chuyện, Bà Mao Ninh trả lời: Tôi không hiểu bạn nói gì. Một phóng viên khác đặt câu hỏi: Liệu vấn đề sức khỏe của ông Tần Cương có ảnh hưởng đến ngoại giao của Trung Quốc hay không? Bà Mao Ninh nói: Các hoạt động ngoại giao của Trung Quốc đều đang diễn ra bình thường. Theo trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vị trí ngoại trưởng của ông Tần Cương không thay đổi, nhưng hành trình công khai gần đây nhất của ông chỉ kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Trước đó ngày 14 tháng 7, một phóng viên của AFP đã hỏi về việc khi nào ông Tần Cương sẽ làm việc trở lại người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân đã rất lúng túng, nhìn xuống bản thảo và im lặng trong 16 giây. Điều này tạo cảm giác rằng Bộ Ngoại giao dường như biết nội tình nhưng không thể nói rõ ràng. Cảm ơn biên tập viên Việt Anh. Kính thưa quý vị, bản tin nóng cập nhật tối nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 giây tinh hoa của chúng tôi. Kính mong quý vị để lại bình luận, nhấn like và ấn theo dõi kênh để nhận được các bản tin hàng ngày. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo